Cantex Hevolin 20W50 cấp nhớt SN, công nghệ co cộng. Có hai loại, một loại 1 lít, một loại 800. Đây là số lô ngày sản xuất nha mọi người. Cụ thể đây là ngày sản xuất ngày 4 tháng 5 năm 21. Trên nắp là có ngôi sao biểu tượng cho Cantex dập nổi nha mọi người. Mong mọi người có sự lựa chọn đúng đắn cho sản phẩm xế yêu của mình. Xin cảm ơn.